Varane chia tay Man United. Trung vệ Rafael Varane rời Man United hè này theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng giữa Varane và Man United hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Hai bên đồng thuận không gia hạn và trung vệ 31 tuổi sẽ miễn phí gia nhập câu lạc bộ khác. Varane đầu quân cho Man United hồi tháng 7 năm 2021 với mức phí 50 triệu USD từ Real Madrid. Do chấn thương, anh mới chỉ chơi 93 trận, ghi 2 bàn và cùng Quỷ Đỏ giành cúp Liên đoàn 2023. Trong video chia tay đăng trên mạng xã hội chiều 14 tháng 5, Varane nhắc lại cảm giác phấn khích khi ra mắt tại sân Old Trafford 3 năm trước. Anh khẳng định Man United sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời bản thân. Tôi yêu câu lạc bộ và cổ động viên, Varane nói thêm. Bạn phải chơi cho Man United để hiểu điều đó đại diện cho điều gì. Đối với các con tôi, nơi đây là nhà. Varane cũng thừa nhận Quỷ Đỏ đang trải qua mùa giải khó khăn, nhưng lạc quan về tương lai. Anh khẳng định đồng sở hữu mới, tỷ phú Jim Ratcliffe có một kế hoạch rõ ràng và một chiến lược tuyệt vời. Ngày 15 tháng 5 tới, khi Man United tiếp Newcastle trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải 2023-2024, Varane sẽ trực tiếp tạm biệt cổ động viên. Trước khi tới Old Trafford, Varane đã giành World Cup 2018 với tuyển Pháp, 4 Champions League và 3 La Liga với Real Madrid. Năm 2018, anh vào đội hình tiêu biểu của World Cup, FIFA Pro, UEFA và IFFHS. Mùa này, Man United bị loại từ vòng bảng Champions League, vòng 4 cúp liên đoàn và rơi xuống thứ 8 ngoại hạng Anh. Ngày 25 tháng 5, đội bóng của Varane sẽ gặp Man City lần thứ 2 liên tiếp trong trận chung kết cúp FA. Mùa trước, họ thua đối thủ cùng thành phố với tỷ số 1-2.